Cô tiếp tục thêm một vài cách dùng của cái từ ether. Ta có thể dùng ether như một verb và impersonal, tức là động từ mà không có ngôi về người. Và như vậy ta dùng có một ngôi in thôi. Ví dụ như là trong trường hợp ta để mà nói về giờ, diện đạt về giờ, Kendler và Etin, mình dịch là mấy giờ rồi. Ile, Deezer, Dis, chị 10 giờ 10 rồi. Đó, như vậy in ở đây ta không dịch là về người nào hết, không có ông ấy, anh ấy gì cả. Hoặc là verb by ether suy vi den adjective, đi theo sau nó là có một adjective, nhưng mà nó vẫn là verb by impersonal, không có nói về người. In le inutin le de crie, j'ai entendu. Không cần phải hét lớn lên như vậy, tôi nghe rồi. Il serait bon de partir tout de suite, tốt hơn là chúng ta nên khởi hành ngay bây giờ. Như vậy in ở đây cũng vậy đó. Tuy là nó cũng có tính từ đi theo sau, nhưng mà nó không phải là cái ngôi nào về người hết. Thành ta mới gọi là impersonal. Rồi, có khi verb và ether là một cái verb và intransitive, có nghĩa là không có một cái complement đốt rê theo sau. Nó để diễn tả sự hiện hữu là existe, cái hiện hữu đó. Ether une pas être, hiện hữu hay là không hiện hữu. Hoặc là có khi thì indique une situation dans le temps ou dans l'espace, để nó chỉ định một cái tình huống trong thời gian hoặc là trong không gian. Nous sommes au printemps, vào mùa xuân. Bây giờ đang là mùa xuân, ví dụ như vậy đó, hoặc là en été, đang vào mùa hè. Mình thêm chữ chúng tôi đang ở vào mùa xuân thì chắc cũng được, không có gì. Il est à Paris, anh ấy hiện đang có mặt tại Paris. Cư trú cũng được, mà đang làm việc cũng được, đang có mặt cũng được. Hoặc là indique l'origine, là chỉ cái nguồn gốc. Il est de Paris, anh ấy từ Paris đến đây. Hoặc là verb être với giới từ a đi theo sau. Indique une obligation, nó chỉ định một cái sự bắt buộc. C'est à vérifier, cái đó còn phải xác minh lại. Hoặc là c'est à voir, cái đó còn phải xem xét lại đó.